người đứng nhận là chuyên viên đào tạo chính quy của Đại học Bách Khoa ra đời từ năm 2006 với sự hợp tác giữa Đại học Bách Khoa và Đại học Công nghệ Nagoya. Đây là một mô hình đào tạo bán du học từ cho những bạn sinh viên mong muốn du học ở Nhật. Chúng ta vừa chủ nhật tuyển sinh tiếng Anh, điện, điện tử, hoặc máy tính và kỹ thuật máy tính với chỉ tiêu năm 2019 là 30 sinh viên. Về lộ trình đào tạo 2 năm rưỡi đầu, các bạn sẽ học tại Đại học Bách Khoa theo chương trình đại trà tối hoặc tăng cường chủ nhật. 2 năm cuối chuyển tiếp sang Đại học Công nghệ Nagoya và tất nhiên sẽ được nhận bằng kỹ sư của Đại học Công nghệ Nagoya. Bình Mỹ bên trường Đại học Công nghệ Nagoya các bạn nè, đây là một trong 2 trường đại học công nghệ quốc gia hàng đầu tại Nhật. Đặc biệt có nhiều học bổng ưu đãi dành cho sinh viên Bách Khoa quốc tế lắm nha. 2 sinh viên đứng đầu cùng với phỏng vấn trực tiếp sẽ được giảm 50% phí nhập học và 50% học phí. Những lớp bậc và sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được ở lại làm việc lâu dài tại Nhật với nhiều đãi ngộ tốt từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong quá trình học tại Đại học Bách Khoa, sinh viên không chỉ được đào tạo tiếng Nhật mà còn được đào tạo về văn hóa, kỹ năng, phong cách làm việc và tư duy quản lý của mình. Điều này sẽ giúp các bạn sinh viên hòa nhập và thích nghi nhất khi du học tại Nhật. Ngoài ra, sinh viên tăng cường tiếng Nhật sẽ được học hoàn toàn về cơ sở quận 10. Vậy để đi trên tham gia thì sinh viên cần những điều gì? Đơn giản thôi, khi có kết quả trúng tuyển, thời đại trà rất là tương ứng, các bạn chỉ cần liên hệ với văn phòng đào tạo quốc tế để kinh doanh và đóng lệ phí xét tuyển là 1.000.000 đồng nhé. Nếu không biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, các bạn liên hệ địa chỉ sau.